8, 9, 10, 11. Mới đó mà đã 4 tháng mình gắn bó với ThinkPro rồi đó các bạn ạ. Và thời gian qua thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì được nhận về nhiều ý kiến góp ý cũng như nhiều lời động viên để mình ngày một phát triển hơn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ những món đồ, những thiết bị công nghệ đã giúp mình trở thành một VJ công nghệ. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng khám phá sau intro nhá. Đầu tiên thì mình cũng chia sẻ thật rằng là mình đã từng là một sinh viên năm 3 mất định hướng. Và lúc đấy thì cái việc đầu tiên mình nghĩ đến đó là phát triển bản thân. Và việc phát triển bản thân đầu tiên đó là đầu tư vào các món đồ công nghệ để giúp mình có thể học tập và làm việc. Cụ thể là nhu cầu của mình lúc đấy là muốn học làm thiết kế và dựng phim. Bởi vậy mình nghĩ ngay đến một con MacBook. Tại sao ư? Bởi vì mình không chơi game nên mình không cần đầu tư vào một con máy Windows. Và thứ hai nữa là mình đang xài iPhone. Nên là nếu mà mình mua thêm một con MacBook thì lợi ích nhận về từ hệ sinh thái của Apple là cực kỳ nhiều sau một quá trình nghiên cứu rất là kỹ. Và rồi thì mình đã chọn một con máy mà gần như là xung quanh mình cực kỳ ít người lựa chọn. Đó là MacBook Pro M1 13.3 inch. Một con máy bị ghẻ lạnh, một con máy mà chữ Pro ở trong hộp kép. Đây rồi, mình rất là yêu nó. Và lý do tại sao thì mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đầu tiên, dù mỏng, gọn, nhẹ như này thôi, nhưng mà thời lượng sử dụng pin của nó là hàng đầu trong thế giới laptop. Thậm chí trong thời gian đầu sử dụng con máy này, khi đó thì pin chưa chai 1% nào cả, thì mình có thể sử dụng lên đến 2 ngày dài liền. Cực kỳ khỏe các bạn ạ. Mình chưa một lần cần phải cầm sạc theo với con máy này khi mà ra ngoài đường. Và chưa bao giờ cần phải lo nghĩ gì về pin của con máy này cả các bạn ạ. Tiếp theo, ta có thể thấy rằng mở ra là sáng ngay. Và màn hình của mẫu máy này thì thực sự phải nói là tuyệt vời. Màn hình đẹp miễn chê, độ chuẩn màu cao. Mình nhìn trên màn hình MacBook và màn hình iPhone thì gần như là giống hệt nhau các bạn ạ. Giúp cho mình giải trí hay là học tập hay là làm việc thì cũng cực kỳ là hiệu quả và tối ưu. Và độ sáng ư, để mình tăng sáng hết cỡ cho các bạn xem nhé. Mình sẽ tăng sáng băng giải touch bar ở đây. Thì nó phải gọi là chói lóa luôn đấy. Sẽ thử nghiêng theo như này. Ánh sáng studio ở đây nhá. Thì các bạn nhìn xem. Trời ơi. Nó vẫn quá sáng. Nó vẫn thừa đủ để mình chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của cái màn hình này. Nói chung là mãn nhãn. Tiếp theo, về hệ thống âm thanh thì mình phải nói ngắn gọn luôn là trong phân khúc giá 30 triệu thì khó có con laptop nào, kể cả thời điểm hiện tại nhá, có thể qua nổi con MacBook này về chất âm. Đủ rồi. Với một chiếc video mà nó không quá là trọng tâm về âm thanh, về âm lượng, về những cái mà gọi là siêu chỉnh chu, siêu cầu kỳ thì nó đã thể hiện như thế rồi. Rồi, mình tin là các bạn cũng đã có thể cảm nhận được về chất lượng âm thanh của con máy này rồi. Còn với cảm nhận của cá nhân mình thì về âm lượng thì rất là to rồi nhá. Còn về chất âm thì trong trẻo này. Nó đưa lại cho mình cảm giác rất là cao cấp. Và giải bass thì vượt trên cái khung hình nhỏ gọn này. Nó đanh, nó lực, nó nghe nó rất là dày dặn, nghe rất là đã tai. Rồi nó còn có công nghệ Spatial Audio được tích hợp vào đây, hỗ trợ Dolby Atmos. Mình như là chìm đắm vào môi trường âm thanh mà con máy này tạo ra. Đặc biệt khi xem phim, vị trí âm thanh được định hướng rất là tinh vi và chính xác. Ví dụ khi xem Tết ở làng địa ngục thì âm thanh tiếng dế kêu ban đêm bao trùm quanh đầu mình, cảm giác chân thực trong từng thước phim. Hay như những phân cảnh có tiếng động phát ra từ sau lưng nhân vật, thì trải nghiệm của mình cũng hệt như vậy. Như tiếng gõ cửa này được tái tạo chính xác ngay sau đầu mình. Trải nghiệm điện ảnh tới sởn da gà là có thật anh em ạ. Chốt lại thì hệ thống âm thanh của con máy này là mãn nhĩ. Tiếp theo thì hệ sinh thái của Apple cũng khiến cho mình cực kỳ khoái và thỏa mãn khi sử dụng. Nó hỗ trợ mình có thể truyền dữ liệu cực nhanh qua AirDrop này. Mình có thể dùng camera iPhone để thay thế cho camera 720p trên con máy này này. Rồi còn áp được hiệu ứng xóa phông. Có luôn cái tracking chủ thể ở đây.
Rồi đặc biệt là khi mình di chuyển rời xa con MacBook thì iPhone cũng cảnh báo, cảm giác an tâm cực kỳ. Chưa hết, các file ghi chú và take note của mình cũng được đồng bộ tự động và miễn phí hết. Note ở iPhone là nó tự động cập nhật luôn trên Mac. App của Note ư? Các bạn hãy xem video mình để ở đây để có thể tận dụng tối đa được cái app cực kỳ là hữu ích này. Tiêu chung lại thì trải nghiệm sử dụng của mình là mãn nhãn với màn hình, mãn nhĩ với hệ thống âm thanh rồi nhá. Và thời lượng sử dụng pin cũng rất là trâu nữa. Rồi thì Touch Bar thì cũng rất là tiện dụng, có người ghét cũng không dùng đến. Mình biết, nhưng mà mình dùng cực kỳ nhiều. Cụ thể thì mình sẽ trích dẫn ở đây. Nói chung là mình rất là thích Touch Bar. Và con chip thì cũng rất là ngon để mình tự tin sử dụng 2 đến 3 năm nữa, khi mà mình thường xuyên edit video 4K trên con máy này. Rồi bàn phím thì gõ sướng, không lỗi và rất là bền bỉ. Và tiếp theo, mình sẽ nói đến phần nhược điểm của con máy này. Đầu tiên thì bởi vì mình mua bản base nên là RAM của con máy này chỉ có 8GB mà thôi. Nhưng mà liệu 8GB có đủ không nhở? Cái vấn đề trực quan thì mình sẽ show luôn cho các bạn ở đây là những cái tác vụ mà mình thường xuyên sử dụng hàng ngày. Ứng dụng rất nhiều. Và tabs YouTube cũng nhiều vô đối luôn. Đó, vậy thì 8GB RAM có đủ không nhỉ? Mình sẽ dành câu trả lời cho các bạn nhé. Nhưng mà với mình thì nó vẫn đủ cho mình sử dụng khoảng 2 đến 3 năm nữa. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến một cái điểm mà cũng khá là tranh cãi đấy. Đấy là về thiết kế. Có người sẽ rất là thích cái thiết kế này, nhưng mà có người thì lại chuộng thiết kế mới hơn. Với mình thì mình thấy nó đẹp theo một kiểu rất là sang trọng rồi này, nền nã này. Và nó cũng rất là khiến cho mình yên tâm ấy, nhất là cái viền màn hình dày cộp này. Khi mà mình lỡ may chạm phải cạnh máy hoặc là vào đâu đấy thì mình vẫn cảm thấy an tâm khi mà nó phải cách một đoạn khá nữa thì mới đến cái màn hình chính. Và trước đó nghiên cứu rất là chuyên sâu của mình về con máy này thì đã khiến cho mình đưa ra quyết định là mình phải mua nó. Và từ khi có con máy này thì mình tự tin cầm đi muôn nơi để học hỏi này, để thử những cái công việc mới này và phát triển bản thân hàng ngày. Và rồi thì mình có cơ hội vào Think Pro thì con máy này cũng đã giúp cho mình edit cái video để mình thử việc. Và nó cũng luôn ở cạnh mình suốt thời gian qua, phục vụ rất là tốt khi mà mình có thể là làm việc hàng ngày trên con máy này, khi mà mở rất là nhiều tabs, cũng như là edit video 4K trên con máy này cũng ok. Nhưng mà bấy nhiêu đó thì vẫn chỉ là nửa mua mà thôi. Nếu mà mình muốn trở nên chuyên nghiệp nữa thì mình phải học hỏi hàng ngày bằng việc là luôn cập nhật những cái mới này, luôn phải đào sâu và nghiên cứu kỹ những cái thông tin công nghệ này, và cũng như tìm hiểu về những cái thiết bị đo chuyên dụng như thế này để gửi đến anh em những bài đánh giá trung thực, khách quan và dựa trên những số liệu trực quan nhất, thực tế nhất. Đây là con máy đo độ ồn mà anh em sẽ thấy nhiều hơn trong thời gian tiếp theo nhé. Đây là con máy đo nhiệt độ PIDX Elite, một thiết bị đo màn hình chuyên dụng cũng như có thể cân màn hình. Thì các bạn chắc là cũng thấy con này trên Think Pro và Think View trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Đó, đầy đủ thiết bị để chúng mình tự tin rằng có thể gửi đến cho bạn những bài đánh giá khách quan và trung thực nhất có thể nhá. Và nếu như xem đến đây các bạn bắt đầu cảm thấy hào hứng với con máy gắn bó với mình suốt bao nhiêu lâu qua rồi thì mình nghĩ rằng các bạn không nên mua con máy này, bởi vì mình đã sử dụng con máy này 2 năm rồi. Và mình định sử dụng khoảng 1 đến 2 năm nữa, tức là vòng đời nó khoảng 4 năm. Và nếu các bạn muốn một cái trải nghiệm sử dụng tuyệt vời và nó lâu dài như mình thì mình nghĩ Apple MacBook Pro M2 13.3 inch sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn cho các bạn. Và về giá cả thì bây giờ cũng đang rất là tốt rồi. Cụ thể thì mình sẽ để ở trong link dưới phần mô tả nhé. Các bạn có thể click vào để cập nhật giá bán chính xác nhất của con máy đó nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu cặn kẽ và chi tiết nhất về con máy đó thì mình cũng để một video ở đây, các bạn có thể click vào để xem nhé. Ngoài ra thì chúng mình cũng mong muốn nhận về nhiều phản hồi cũng như nhiều ý kiến góp ý từ các bạn để anh em làm nội dung như chúng mình có thêm nhiều góc nhìn, cũng như được tiếp thêm lửa, thêm động lực để làm việc và ngày một phục vụ các bạn tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó là video mà mình giới thiệu tất cả những cái gì mà liên quan đến thiết bị công nghệ để mà mình có thể trở thành một VJ công nghệ. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Xin chào và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời. Bye bye.